Vừa rồi thầy đã giới thiệu với các em phương pháp dàn đồ vector để tổng hợp dao động, và điểm mạnh của phương pháp dàn đồ vector đó chính là để biện luận các bài toán cần tìm giá trị cực đại cực tiểu. Thế còn với những bài toán khi chúng ta cần phải tổng hợp nhiều dao động điều hòa, hoặc là chúng ta phải giải những bài toán ngược, đó là gì? Đó là cho dao động tổng hợp và tìm dao động thành phần. Chúng ta sẽ giải nhanh được các bài toán giải này dạng này với số phức. Ra sang phần 3, dùng số phức. Trước hết là thầy nhắc lại chúng ta phần lý thuyết. Giả sử chúng ta có hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, đó là x1 bằng a1 cos của omega t cộng phi 1, và x2 thì bằng a2 cos omega t cộng phi 2. Ở đây là chúng ta đang viết dao động dưới dạng lượng giác, và chuyển sang dạng phức thì chúng ta có được là x1 sẽ bằng a1 với argument phi 1. Tương tự như vậy, x2 sẽ bằng a2 argument phi 2. Chúng ta có dao động tổng hợp x sẽ bằng x1 cộng x2 sẽ bằng a1 argument phi 1 cộng với a2 argument phi 2. Bây giờ với máy tính thường dùng Casio FX 570 EF Plus thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta bấm máy. Bước 1, với máy tính của ông ta, ta sẽ bấm cho thầy Shift, sau đó chúng ta bấm phím Mode, chúng ta bấm tiếp số 4. Tác dụng của bước này để chúng ta chọn đơn vị đo góc là radian. Bước thứ 2 là chúng ta bấm cho thầy Mode 2. Tác dụng của bước này đó là chúng ta chọn trường tính toán trong máy tính, đó là số phức, viết tắt CMPLX. Sau khi thiết đặt đơn vị đo góc là radian và trường tính toán là trường số phức thì chúng ta dễ dàng bấm như sau, là sang bước thứ 3. Với dao động thứ nhất chúng ta sẽ bấm A1 để bấm argument, chúng ta bấm shift trừ, sau đó chúng ta bấm tiếp phi 1. Ở đây chúng ta có cộng với dao động thứ hai, vậy chúng ta bấm tương tự cộng với a2. Argument và chúng ta bấm tiếp pha ban đầu phi 2, mà chúng ta ấn dấu bằng. Lúc này thì chúng ta chưa thể thu được kết quả cần điểm ngay, ta cần thực hiện thêm bước thứ 4. Chúng ta ấn shift, ấn tiếp 2 và chọn tiếp 3, và chúng ta ấn dấu bằng. Lúc này thì màn hình sẽ hiện. Số phức được viết dưới dạng như sau là A argument phi. Lúc này thì chúng ta dễ dàng có được dao động tổng hợp của dạng x sẽ bằng A cos của omega t cộng phi. Bây giờ để chúng ta có thể thành thạo được phương pháp này thì thầy sẽ hướng dẫn chúng ta một ví dụ. Chúng ta sẽ làm một bài tập ví dụ với đề thi tuyển sinh của năm 2010. Ra sang phần B.
ví dụ minh họa. Thầy tóm tắt đầu bài đã cho x1 bằng 5 cos của PT cộng pi trên 6 cm và cho dao động tổng hợp x bằng 3 cos PT trừ 5 pi trên 6 cm và đây yêu cầu chúng ta tìm dao động tổng hợp x2 bằng hỏi chấm. Để tìm x2 thì chúng ta có suy luận như sau. Từ x sẽ bằng x1 cộng x2, chúng ta suy ra được x2 sẽ bằng x trừ x1. Với máy tính đã được thiết lập đơn vị đo góc là radian và trường tính toán với số phức thì chúng ta dễ dàng bấm như sau. Chúng ta có các thao tác bấm máy 3, tiếp tục là shift, trừ, pha ban đầu là trừ 5 pi trên 6. Chúng ta trừ đi dao động x1, trừ đi 5. Zip trừ pha ban đầu của dao động thứ nhất đó là pi trên 6. Chúng ta ấn dấu bằng. Sau đó thì chúng ta bấm tiếp zip 2 và chúng ta chọn phím 3. Chúng ta sẽ thu được kết quả hiện trên màn hình, đó là 8 argument trừ 5 pi trên 6. Vậy thì chúng ta suy ra được x2 sẽ bằng 8 cos PT trừ 5 pi trên 6 cm. Như vậy các em thấy là dùng máy tính chúng ta có thể giải quyết rất là tốt bài toán tổng hợp dao động. Thầy lưu ý là các em cần rèn luyện để bấm sao cho thật nhanh, thật thành thạo.